Xin chào quý bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên buổi sáng ở một của chú Vũ Linh. Bữa nay là mua cặp bưởi mới để hai ha cô chú anh chị. Chào cho chú. Bữa nay là lần cúng của chị Linh nha. Còn hai lần cúng của khán giả LA nữa thì ngày mai tiếp tục. Bữa nay là chị Linh ở Úc cúng cho chú Vũ Linh. Mua hai trái bưởi của chú anh chị. Nó nhiễm luôn. Nó làm không gà. Buổi sáng hôm một của chú Vũ Linh, cô chú anh chị ơi. Anh yêu vô chưa anh? Ồ, anh yêu này có việc rồi. Bình thường anh yêu đến sớm lắm nha. Anh đem bông xuống hết luôn á hả? Không chờ em đem vô. Chờ em đi, hồi tối hôi mà giờ là mặt trời hé lên luôn vậy mới tới đây nè cô chú anh chị ơi. Thiệt cơ. Lựa hoa nè, lựa hoa, lựa bự, rồi mua bánh bía đồ này kia đồ để chút nữa cho bà cụ, mang qua cho bà cụ. Hơn nữa là tiên sẽ qua bên bà cụ á. Quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ là tiếp tục công việc cô chú anh chị ơi. Có lấy bình nhỏ không? Trước tiên lấy bình bự đi, lấy hai cái bình tròn. Đây nè, đây nè. Làm này trước đi anh. Mimosa. Nhà bỏ vô cái thùng nào nữa. Ngâm nước ra thôi. Con dao này. Chia. Anh Ngọc ơi, cái thùng nước đó đặng ngâm này. Đổi cái đó mà này. Vô kia nó tụ trong cốc trắng. Trắng anh Ngọc. Trắng hồi đó, giỏi lên. Ngâm luôn cho nó xong. Chừng đau đó. Đau gì? Đau cây. Có gai mà. Có chừng đau đó. Nó đúng rồi mà, không còn hỏi đau gì. Mình có hai cái cây đũa gì mà dài dài.
Đây trước này cho đi, trước mấy người kia biết, trước ấy, trước kia, trước này. Đó. Đó, phù gia ha. Nãy đau gì nữa chứ. Bây giờ là biết đau gì. Cái gì? Bữa nay cô nàng này mặc áo đẹp nha, hôm qua chê đầu xấu bữa nay mặc áo đẹp nha. Có đẹp vậy phải có lịch sự không? Sợ mà cái lúc này nó mặc xong nghe thấy lạnh lạnh thôi. Vô sớm mèo. Mẹ đi là phải chở đi heo ha. Cái bông hồng nhìn nó cục nha chồng. Bông hồng trắng. Cục hả? Ừ, cục hơn bông bông hồng đỏ nha, báo trước. Cái gì? Cái này hả? Không, cái này là của chị Linh ở Úc nha. Rồi người nào gửi cúng thì mình nói tên người đó chứ. Hôm sáng em nói anh là chị Hoa Hồng, chị Linh ở Úc mà. Còn bữa nào là khán giả heo ai thì nói heo ai. Heo ai còn 2 ngày, ngày mai cúng. Ừ. Ngày khán giả heo quay. Gì? Thì nhà nào không vậy đâu trời. Còn đũa không à? Vào đó sao nhận được. Đây nè, cái bịch màu xanh qua đây nè. Đó. Ta để đó nào giờ luôn á. Ta ăn có người đi lấy không à. Không biết cái nằm đâu. Thì chứ vậy có con vợ thì cũng lâu hết rồi. Nên đủ không có biết đâu. Cừ đã. Ừ, cừ đã lắm. Cái hồi khóc cũng đã luôn. Rồi nó ít khóc hơn con chó. Con chó nhõm nhẽo quá chẳng không được hay. Ngày mai tới công chuyện với nó nữa nè. Nó vô rồi tôi nghe tiếng khóc không. Chó không có phụ được gì. Ai rảnh đâu mà giờ cái xe ghi chính từ từ.
Mà giờ thấy cái ta có rảnh không, ngồi nó xe ghi chín rồi. Chính thì đi bẻ đi, kêu cha đó, cha với mẹ đó, anh hai đó. Bữa nay sẽ là một mình Mình một nói hay lắm, xinh đẹp nha. đã dám kêu mà lạ, quánh tét đít. Nói nữa đi, nói nữa Này đi. phải nhúng cho anh. Đúng rồi, đúng rồi. Kêu đi, kêu cha đi hái đi. Cô Hồng Ngọc ơi, mèo phá ghế cô Hồng Ngọc ơi, nó mà hư cái nào là mèo làm nha cô Hồng Ngọc. Tới công chuyện với cô Hồng Ngọc luôn. Mèo ở đây nè, nó phụ cũng có mà nó phá cũng có. Chẳng mơ phốt mèo chăng, mày cái này bị hư rồi. Đây cái này hình như là nó cho lên lại cái này nè, nên thấy nó cục cục không, thấy không thì nó cắt xong nó lên nhánh thế này. Chứ nó không phải nguyên cây với ông ta nào cũng vậy nên vậy đó, vậy đó. Chỗ kia người ta hẳn luôn mà ta được dài nữa. Mốt mà thấy nó chấm chấm thì mình đừng mua rồi. Bữa nay tí hứa với lòng là sẽ cắm bông siêu đẹp được. Siêu đẹp ha. Siêu đẹp. Ủa cái đó không phải bằng keo cái dán lại. Không biết bằng keo là nó rớt á. Cái gì anh? Cái đó đó. Không cứ ngắt à. Em dùng ba cái cây đũa mà sao bị Ờ rớt đúng anh? rồi, biết sao nó tét. Thế Bớ con mi nó cũng bị tét đó, thấy không? Mi cắm là do chưa đúng cái anh chưa đúng trình trình độ, coi chừng hơn nữa là anh cắm lần nữa nè. Cái món cái mà cúng này là chắc cũng lít tiếng đồng hồ luôn. đó, cái đó phải dùng băng keo quấn là mới được. Sao tự nhiên có cái bông hồng hồng lạc lòi vậy ta? Này hư hết mấy bông màu trắng rồi. Ngọc là bằng keo làm tứ ông thầy bằng keo. Không, cái đó mình dùng cái là đúng. Thì ta nói ông thầy băng keo mà. Chừng nào có đá mấy màu kia nào. Nghĩa là mới test thử nghiệm á hả? Và đặt thêm hả? Mấy chị Ngọc đặt màu gì nữa ta? Màu xanh này là thấy đẹp nè. Là một màu thôi cũng đẹp, cho đồng loại đẹp. Ủa ôi, cái bình nước sắp ngã rồi nghe anh Ngọc.
lắm ông chồng. Đó, từ từ tưới vợ, tưới anh hết. Em có cái sở thích làm như là anh chia cấp sao em sạch anh đúng không? Đó, vậy sao văn đúng không? Mình đưa cái tia ra ngoài sao văn được. Gì nữa à? Gì mà tay không chuyện anh? Đừng có banh ra sớm nha, đẩy ship thôi. Chị chưa có xong. Trời ơi, khá dài rồi cô chú anh chị ơi. Người đàn ông ta đàn ông vào bếp này khi người đàn ông cắm hoa. Đàn ông cắm bông mai là giờ phải chờ xong thì chút xíu đi rồi mới qua bên kia làm cái đó được. Còn nhiều bông quá. Để hơi dở ra hết lạnh lắm. Có vẻ hơi nhiều. Chị đâu á? Đó cô chú anh chị ơi, người đàn ông khi cắm hoa ha, nó sẽ khác gì ha? Sẽ có khác gì với người phụ nữ không? Đúng, khác chứ. Là đàn ông cắm nó phải khác phụ nữ. Đàn ông là đàn ông, phải không? Cô chú anh chị ơi, đang trong quá trình mình chào để bàn cúng của chị Linh đến ha, thì Tiên cũng xin là kết qua đi lau mộ, lau mộ đi là Tiên sẽ kết thúc cái video. Nó dài quá ha, nó tải lên là sẽ hết phần không. Đó là một của chú anh chị ơi. Thế này thì ai tới sớm thì lâu sớm, tới trễ thì lâu trễ. 16S là đang cắm hoa nên là Tiên tranh thủ lên lau mộ trước. Wow, bữa nay nở rất là đẹp của chú anh chị. Sống đời thì nó cũng sống rất là lâu ha. Rồi cái bóng đèn đó sao nó đứt, nó bị tắt hoài luôn ta, giờ sao?
kéo luôn lên cái này nằm đây đúng không? Hai cái, cái thì nó cứ quỳ quỳ, một cái thì nó tắt luôn à. Mà mình cứ mình chỉnh riết nó cũng vậy, giờ sao ta? Hay là do cái tim, cái tim mới hay mà. Bữa giờ thấy trái không ngon lạnh hết ha. Đó, lên trái ngon lạnh rồi đó. Mà từ nó cũng nở à. Nè, tắt rồi nè. Bữa giờ mình cứ đốt lên rồi mình lại cắt tim cái ở trên đầu nó luôn, xong nó cũng bị nữa cái đèn. Coi chừng nhiễu, nó nhiễu dầu anh để xuống cắt luôn thôi. Rồi gì mà bữa mình cắt, mình cắt cái hai cây kia ha, là cây này ra cây khác hả? Vậy chắc cây này giờ mình cắt nữa chắc xong rồi. Rồi tới đây cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh Công Nghệ Tốt Lành nha, thì chào 15 mét lên cúng rồi thì cúng luôn cô chú anh chị ơi. À, mình đốt nhang luôn ta, hai cho 15 mét cúng cho chị Linh thôi. Tự vô cái cùng chú biết sao không, lật lật để cho cái mấy cái đồ cúng của chú á, là nó còn được nóng thức ăn á, nên là phải lật lật làm trước. Chứ mà mình biết là vô là phải trình đốt nhang chú trước, nhưng mà thấy phải lật hoa hồng nữa, những ngày hoa hồng và những ngày cái clip đó rất là dài, là phải lật lá rồi rồi phải có thời gian cắm. Ủa gì mèo, sáng mai ăn gì mèo? Sáng mai ăn vậy thôi hả? Nói cô chú anh chị, sáng mai là em bé người ta thường ăn đồ nóng, ăn cơm đó, ăn bánh canh đồ này kia nó nóng, cháo lòng đồ đó. Còn này em bé sáng mai ăn bánh tráng, uống cà phê sữa đó, lọc của chú. Rồi 247 đó của ai? Con. Ai mua cho con? Chú Ngọc mua cho con. Hay là con lấy của chú Ngọc? À, con tự lấy của chú Ngọc luôn. Rồi, sữa là của ai? Mẹ con mua cho con đúng không? À, sáng mai là chị ăn vậy thôi cô chú anh chị. Chú Ngọc thôi, con không lấy. Phải không? Giữ giùm ơi ha. Dạ, con ăn cả. Con ăn sao? Con ngồi đó đi, nó chích con đó. Nè cô chú anh chị, nay là có ông bay về hút mặt rồi ha. Đó, rồi tiên xin kết thúc cái video ở đây. Thì chào mọi năm mới, sau khi mà đem lên thì chuẩn bị cúng, thì tiên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cúng ha. Rồi bây giờ tiên xin chào, cho clip khá dài.